Xin chào cô chú anh chị và các bạn, mời mọi người cùng ra vườn thu hoạch rau với Vân ha. Vân mới trồng cái rau muống, muống hạt đấy mọi người, cũng sắp ăn được rồi. Bắp nữ hoàng, cái loại này thì vẫn trồng gọi là hạt F2 ha, nhưng mà đợt này bông cũng to ghê mọi người. Bây giờ vẫn đi cắt hè ha. Vẫn đưa sẵn cái phấn gà Hà Lan ra, vẫn lát vẫn bón luôn. Phấn gà Hà Lan này trông rau tốt ghê mọi người. Loại này là organic nha. Vẫn mua một bao 25 kg và có 250 thôi. Vẫn thấy trên mạng họ bán 400 ngàn đó. Bây giờ vẫn cắt cái hè này ha. Hè trước này vẫn trông to ghê. Cái phấn gà viên đây này mọi người. Đây vẫn bỏ sẵn. Đây cái ớt từ lên này. Chỗ vẫn hôm qua mới mưa, mưa to. Chỗ vẫn là mưa suốt mọi người. Vẫn cắt cho sát gốc như này ha. Cắt sát gốc cũng đầy nhành quá trời luôn mọi người. Ừ. Cái ủ nú luôn. Bùi nên đè cái con nó quá trơn luôn rồi. Anh cắt sát gốc xong rồi thấy mình đè cái con nó nhiều ghê. Còn cái cỏ thì vẫn này. Xong vẫn sới sới cái đất lên ha. Vẫn đầu kia đang còn có 2-3 bùi đâu kia cũng tốt lắm. Tốt hơn đây luôn. Rồi vẫn mưa liên tục nên 15 cỏ mà dây cỏ lại mọc đây đó. Này vẫn vẫn sắm sắm cái đất này. Đấy. Có cái dưa hấu lên đây để luôn. Đó, sắm sắm như này chẳng vẫn rải bên cạnh. Phần này phần gà đây gặp nước là nở ra mọi người. Rồi vẫn đi qua để vẫn cắt tiếp ha. Đây, đi lại đâu này. Ở cái tỏi này thì vẫn trồng gần 1 năm rồi mọi người. Tháng 12 âm này là được 1 năm luôn á. Còn tỏi này thì vẫn trồng tỏi Trung Quốc nên là vẫn không thể có củ. Vẫn trồng tỏi Đức trồng á thì lại có củ mọi người. Đây. Ôi to ghê luôn mọi người. Vẫn để cái máy sao cho mọi người thấy. Đây, đây như này này. Ôi to khủng khiếp luôn mọi người. Ôi, to hơn cũng phải chờ bán luôn mọi người. Đấy là mấy bữa vẫn đào ra vẫn trồng trong đâu kia mọi người. Mà sao nó sót cái củ mình lên như này đấy. Đó, vẫn cứ cắt sắt đất như này. Ủa, lá to cho mọi người. Khủng khiếp quá. Cắt như này rồi là sắm sắm cái gốc rồi là bỏ phấn vô. Vún vún cái chịu khó vún gốc một chút. Cái bùi này thì dưới này nước chảy này. Ủa mà. Bình thường nó vẫn trồng như này thôi. Mà sao mà chào chơi cái phấn gà mọi người. Ui cái lá to hơn cả lá hành luôn đó. Đó. Để giờ vẫn lại sắm cái đất này lại vẫn bỏ phấn tiếp ha. Hải ít cái rau cải trong này mọi người. Đấy, bắp nữ hoàng của vẫn F2 đây mọi người, mà to chứ. Tay vẫn hơi dơ. Chỗ vẫn mưa cái là bùn lầy ghê lắm. Em bảy cái này là từ mọc không mọi người. Thấy trồng một lần xong rồi ra cái bông á. Rụng xuống lên lên ghê vậy đó. Đến đây luôn. Thấy cải này cải màu gà. Chén ở dưới cái bắp đây luôn. Chỗ vẫn mưa xong cái lầy ghê lắm.
Cái này thì nấu canh ăn sống thì cũng ngon. Này, bên hải đây này. Nhà bên thì cải mọc khắp vườn luôn. Rau cải này với là rau thì là. Có nhiều cây mình ăn không kịp á, không đến nữa. Đang tự mọc luôn. Cây này là hình cũng cây cải trời cũng ăn được mọi người. Nhưng mà lá nó hơi gai gai. Phải lên quá trời luôn. Mấy cây cần cần là gì cũng từ lên luôn, trồng lần xong rồi cái rễ á là lại hái tiếp ở chỗ này ha. Mình bỏ cái máy trồng cho gì hả, chỗ này cũng tự mọc luôn mọi người. Còn cái cải này cũng hái ha, dễ sống. Cái này thì tự mọc thì lên khỏe lắm mọi người, mà vẫn mua về cấy mua này mua mưa chết hết rồi nha. Ui, mưa lên non ghê. Cái này vẫn đang trồng dưa leo mà. Cái cải này tốt hơn cả dưa leo luôn. Vẫn để vậy luôn để ăn rau cải. Phải từ lên mà mình nhổ bỏ đi chứ. Người ngô gái thì vẫn mua bách hóa xanh cây á, cây vẫn ăn phân trừ vẫn cây gốc á, trồng giờ lên nguyên vườn này nữa. Từ rã cái bông nào mà mình ngắt cái bông đi thì mình được ăn lá liên tục. Còn mà để cái bông là nuôi cái bông nó có lá đó. Thì hái có chút xíu rồ rồi. Đây, cắt hai tiếp ở đây. Đây bộ công anh nha. Bộ công anh hôm bữa tự lên một cây xong đây. Giờ cũng ra bông lên khắp vườn luôn. Cái cành ông này cũng sắp được ăn. Vẫn để cho ra bông ăn cho ngon. Đó, bên qua bên đây bên hái tiếp ha. Chế quá. Những cây rau cải này hoặc là rau xà lách từ lên á thì lên mạnh lắm. Mà vẫn mua về cấy cả xà lách cả cải cũng chết lên chết xuống. Đến hôm bữa vẫn trồng cái này là dưa leo Hàn Quốc mà chết mặt cấy. Đang ra trái tự nhiên chết giờ đây, cây này đang ra trái. Bây giờ quay qua bên này vẫn hái tiếp ha. Cái này là lá ẻ nè mọi người. Đây. Qua đây hai tiếp. Nhiều. Lá ẻ quá trời luôn. Lá ẻ này nấu canh măng hay là nhúng lẩu gà gì cũng ngon ha. Chắc vẫn hái ít đây. Ô, khi nào vẫn làm lẩu ha. Chứ không giữ để cái là ra bóng mọi người. Không ngắt là ra bóng á. Nhanh da lắm. Để vẫn hái cái cải này xong là vẫn hái cái lá ẻ luôn. Ở đây hái ít vô cùng anh nhà vô ăn sống luôn. Vẫn bỏ cái này xong vẫn hái. Ở đây nè. Cải ngồng này cũng cứ mọc là lên rụng bóng xuống đây này. Nhiều cây vấn đề già như này, này. Sao là rụng không bóng là lên này đó. Rụng bóng thì lên tốt hơn cả vẫn trong đầu kia luôn. Đây vẫn hái ít lại, hái thấp thấp xuống cho nè, lâu già ha. Sấu mọi người, cái con sấu sấu xanh xanh cuốn hết cái này, này. Đây, ngắt hơi da chút rồi xong vô mình ngắt lại ha.
tròn khỏi ra bông đây này, mình chưa kịp ăn bắt đầu ra cái bông rồi mọi người. Thì mình ăn không kịp đấy mọi người, lần ra từ rụng bông còn lên đây đó, lên nó xong cái bông bay khắp vườn đó. Ủa, cái cỏ dâu tây này, này. Hai xong ta đi hai dâu tây. Vân Hải dâu tây đấy, đây lát đâu ra đâu kia Vân Hải tiếp. Vẫn thấy có mấy quả chín này. Thôi lây lôi luôn mọi người. Vân Hải cái trái dâu nữa. Vẫn bọc lại thì bị thối hết mọi người. Không bọc lại á thì bị con gọi con gì ta, nóc sên, nóc sên cắn. Mà bào không bọc thì vậy á, mà bọc lại thì bị thối. Đây chưa chín mấy nhưng mà vẫn cùng hái, vẫn hái mấy cái bô công anh đây luôn ha. Hôm bữa là một cây mọc ở đấy mọi người, từ mọc xong bây giờ rớt cái hạt xuống lên quá trời. Cái lá nó này mình hái vào ăn sống. Bữa sau nhiều thì lá già thì để nấu nước uống. Ôi lên quá trời rồi mọi người. Đây bên bên này này. Cái bì đỏ của Vân chưa ra trái quá trời mọi người. Vân mới thu phấn được 3 ngày đây. Nhanh to ghê luôn. Vân có mấy trái đâu thấy ta. Mấy trái đó Vân sáng nay Vân mới thu phấn đây. Về trên cao này. Chỗ này là hôm bữa chăn đầu rồng ha. Vân phả mà chưa lối dây hết xuống. Hết bông tơi luôn. Ôi lá to chưa. Ô trời, ta chua này, chưa chín mấy mà vẫn cũng phải hài luôn, không để thối. Này cao này, cao trái cây. Đây nó vẫn không bọc cái nó bị ruồi vàng chấm mừng. Cái này là vẫn dục hột á, dục hột cho lên này, dọc đây. Rồi này, mới ấy ra cái ruồi vàng chấm hết trơn luôn này. Lá lốt cho vẫn mà lên kinh khủng chứ. Để vẫn hài ít cái lá lốt non này lát. Ô, quần mình xeo. Cả bóng tới đi mọi người. Cái này cuốn bánh xèo ăn ngon ghê á. Cái này hôm bữa tốt lắm. Vẫn cuốc đi rồi mà vẫn lên mọi người. Cái rề bên dưới lán ghê lắm. Cuốc xong còn lên tốt úm lại như này này. Vân Hải ít vùng tới đây luôn. Không hại ăn da. Cái rau mùng tới này mà nón á thì nấu cánh không bị vàng mọi người. Da á nó bị vàng. Lên quá trời rồi mọi người. Đây lại được Vân Hải ít tiếp. Hải đủ ăn thôi, giờ vẫn đi vẫn cắt rau muống với mông tới hải tiếp ha. Cắt mấy cái rau muống này luôn. Cái ống này to ghê. Nó mưa dập hết cả lá. Rau muống này vẫn cùng cứ cắt xong rồi là vẫn cùng sửa sửa cái đất xung quanh nhá. Đây là vẫn bỏ phân vô. Ống to ghê. Cái tàu bay mọi người, là nó nay mình nấu canh luộc gì ăn cũng ngon mọi người. Ở nhà Vân sau từ ở đâu mình bay đến rùng lên hộ lên cây quá trời luôn. Mà cái tàu bay nữa có tốt chút là có con sâu gì lông ăn lá sâu đen lông dinh ghế lắm.
Cái bụi này thì vẫn vẫn trồng anh đã 2 năm rồi đấy. Chứ là đúng 2 năm. Làm to ghê luôn. Chỗ này vẫn làm cỏ liên tục luôn. Mùa mưa này ở trên trên Lâm Đồng á, mưa mưa nhiều lắm mọi người. Rồi mưa mà trồng được rau luôn. Mấy cái rau mà từ lên á thì nó lên mạnh lắm. Còn rau mà mình mua về cấy á, chết lên chết xuống không không được ăn. Cấy nào mà ấy thì được ăn lần hai lần xong là chết rồi. Trời ơi cái ổng to ghê luôn. Hải ít ra mông tươi luôn. Mông tươi ghê. Hôm bữa là cái da, hạt da xong rồi phân vải khắp vườn. Nhìn lên đây luôn. Rau muống đây còn mưa nữa, nhanh đến làm ngon. Giờ vẫn nè. Qua đây Vân Hải ít rau muống tươi ha. Và chỗ này thì vẫn trồng bắp tím tím trắng trắng. Đây Vân Hải ít muống tươi. Thấy cái sáng á mưa ướt rồi vẫn không ra sớm, giờ 8 giờ mấy rồi vẫn mới ra đây. Thì nặng thì đừa ấy hơn đừa dơ hơn á. Đây cây luôn. Ui lên ngọn ngọn quá trời mọi người. Là to to không. Ôi rau rắm đẻ ra ấy ra mọi người. Ấy cái thì vẫn quên hay nấu cánh chua rồi. Ngon ốm, rau ốm. Rồi ôm đến quá trời luôn. Ai ăn đến nhà Vân Hải ha. Ai ăn thì nói Vân Hải cho. Quá trời luôn mọi người. Đây thì Vân Hải mấy cái lá mông tươi này. Này cái bộ công an này. Điên ngay đấy nè mọi người. Tốt kia. Vẫn đi vô trong nó vẫn khỏe mọi người. Cái bắp mà to khổng lồ luôn mọi người. Đây là bắp nếp á, trắng trắng tím tím á. Chỗ này là đất ẩm á, còn bên này cũng trồng một lúc này. Bên này thì đất hơi cứng á, cái nhỏ. Ôi bắp này mọi người. Giống ý chang bắp mà bắp mì luôn ha. Bắp ngọt á. Đây. Trời ơi hai bắp mà to bự luôn. Để được mấy bông. Chỗ này này thì đất cứng quá thì là cây nhỏ này, mọi người. Đây. Chỗ này thì đất cũng tạm tạm, cái bông cũng to này. Khổng lồ luôn mọi người. Cả cái dài đây là vẫn ấy chứ. Đây 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 bắp này khủng khiếp chưa, vẫn thu hoạch bắp xong á vẫn nhổ cái cây này lên vẫn phơi khô xong vẫn đốt á. Cái trò này mà tốt với mọi người. Đó. Cái ủ nú luôn mà bắp cũng ủ ấy. Trên này thì vẫn trồng bắp nữ hoàng. Đây, bắp nữ hoàng này có mấy cây cũng ủ nú này. Đây mười trổ bông này. Chờ vẫn lại đầu này vẫn cắt rau cải ấy. Cải này là cải gì ta, cải thìa ha, bóc chói giống này giống của Đài Loan, mình mua cái Đài Loan. Hôm bữa là vẫn cuốc hết lên rồi mà sao dính có tí cái rễ mà giờ lên ghế mọi người. Chỗ này vẫn trồng củ cải Việt Nam. Để vẫn để cái máy xuống Vân Hải ha. Vẫn tỉa lá thôi. Cây to ghế mọi người. Đây. Nhưng vẫn tỉa lá thôi. Vẫn lấy cái kéo vẫn cắt rồi lừa mấy gãy cây. Quên cầm cái dao không được, đây là cái
Ủa, cây bên này to ghê luôn. Cải trắng trắng như này mọi người. Nhất quả như này mọi người có thấy cái hơi nóng. Vẫn kia là xong vẫn ăn được cây này ăn được mấy lần đó. Cái này vô xào tỏi hay. Xào tỏi hay nấu cánh thịt băm như thế ngon. Hồi giờ vẫn lên đây ở vẫn mới thấy người ta xịt thuốc đấy mọi người. Hồi trước mình không biết à. Họ xịt thuốc ghê lắm, vẫn phải sợ vẫn không dám mua ăn luôn. Mua thì vẫn khi nào bị quá thì vẫn phải vô bách hóa xanh mua. Vẫn cũng muốn ngay chờ. Về vẫn cũng phải ngâm nước muối cũng phải ấy vẫn cũng sợ lắm. Thấy ăn bị ngộ độc xong nên mình cũng phải sợ. Có mấy cây nghe đi được bữa sau mọi người. Bên sáng bên này vẫn mưa của vẫn cho mọi người coi này, cái hậu vẫn được đang ra quả mà mưa quả lùi hết rồi mọi người. Hai cho vẫn hai ông tới cái bụi này ha, hai cái đọt này. Vẫn chỗ này trông cho dứa hậu léo á, không có dứa hậu này chết gần hết giờ vẫn ở trong đầu que vô. Để vấn đề cái máy xuống vân hại cho gì là cũng to ghê. Đậu này bùn bùn lầy như này, cố rửa cực chút nhưng mà mình ăn toàn. Vẫn ôi, vẫn quá bên này vẫn hái cái thì là này tốt ghê luôn. Vẫn cho mọi người coi cái củ nén của vẫn trồng tốt kinh khủng luôn. Ê, to ủ nú để ấy đá quá trời mọi người. Thế để vẫn hái cái thì la này. Thì la này to đùng luôn. Thì la này ăn sống cũng được mà nấu cánh cà chua trứng á, cũng ấy. Thôi mọi người. Nhìn to bự chưa? Cái này vẫn hái ăn sống. Bên này mưa nhiều quá này. Cái củ cải hàn của vẫn mà muốn chết luôn đấy mọi người. Củ to sắp ăn được rồi. Đây có nhiều cây vàng vàng. Bên này phần khoe mọi người. Súp lơ. Bông cải xanh, bông cải trắng ha. Bữa vẫn đi chơi mấy ngày mà sâu nắn tóe tua đấy mọi người. Cây trong kia là cây là giấm ha. Đậu canh chua. Đây, thành quả sáng hôm nay vẫn đi thu hoạch được là một ít cải bóc chói của Đài Loan, bồ công anh, hùng cây, hùng quế, hùng lụi, thì là hạ é này gần giống hùng quế ha mọi người ha, nhưng mà nó hơi trắng trắng ha, còn là quế thì đây để mình đẩy lên cho mọi người coi ha, đây là quế thì nó bự hơn chút, gần giống cái này nấu cánh mắng hoặc là mình nhúng lẩu ra ăn ngon lắm, mong tới. Dâu tây, cà chua bét. Bên đây là rau muống. Hẹ siêu to khổng lồ luôn. Cải ngồng, cải cây. Cà chua bét này thì mỗi lần vẫn thú chỉ được 1 trái đến 3 trái. Đây, vẫn phải hái sớm, không có sự ruồi vàng. Trái này vẫn bọc lại mới đẹp như này mọi người. Còn không là bị ruồi vàng chấm hết á. Dâu này thì con gái vẫn ăn thì nói là ngọt hơn là dâu tây vẫn mua Đà Lạt này. Bữa vẫn đi Đà Lạt vẫn mua mà con gái vẫn chế chua nói là dấu mẹ trông ngọt hơn. Bây giờ thì vẫn làm phấn trứng sữa, vẫn đang làm cho hôm nay vẫn tưới đây là vẫn chia sẻ cách làm cho mọi người coi ha. Hôm bữa vẫn thì vẫn tưới một lần rồi, bây giờ vẫn đang còn ủ cái kia mới được có 10 ngày à. Hôm nào vẫn quay cho mọi người coi. Đấy, thì cái hẻ này thì vẫn cắt sát gốc á. Đây cây này là vẫn
cắt một lần rồi này, xong rồi bên này thì vẫn chưa cắt ha, nên là bự như này. Đây, hôm bữa vẫn mới cắt có ít, có mấy cây vô ăn sống thôi. Hè này thì vẫn cắt cho sát gốc, xong rồi vẫn sửa sợi lên, rồi vẫn bỏ phấn ga viến của Hà Lan á, loại nó tốt ghê mọi người. Hồi trước chưa là vẫn chưa bỏ cái loại phấn đó, thì vẫn mua phấn heo ấy không á, bây giờ vẫn mua phấn ga viến Trần Tiến. Cái báo đó 2 năm thì 250 thôi mọi người, thì chỗ nào mà bán mắc thì là chừng 400 trở lại thôi. Còn thì vẫn mua ở đây là giống như chỗ người ta chuyến làm vườn với là bỏ cà phê cái gì đó mọi người, nên là vẫn mua rẻ ghê á, 200. Vẫn thấy họ nói có chỗ 220 mà chỗ này vẫn mua 250. 25 kg thì trông tha hồ luôn mọi người. Thì vẫn xin kết thúc video ở đây. Vẫn cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã có hết video của Vân. Mọi người yêu mình kênh Vân thì cho Vân xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ Vân. Vẫn cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.